ngày 29 tháng 6 theo giờ Việt Nam, lễ tang anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Costa Sergenti Đạt Nguyễn Văn Lập đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính tại Resona, Hy Lạp. Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Lê Hồng Trường và cán bộ, nhân viên đại sứ quán đã cùng gia đình tổ chức lễ tang. Chủ nhân của những hình ảnh xúc động tại tang lễ, chị Đỗ Cẩm Thơ, chia sẻ: "Không bao giờ tôi ngờ được rằng những bức ảnh đầu tiên trên đất nước Hy Lạp lại là những bức ảnh về một đám tang. Một đám tang mà bạn không hề cảm giác về sự tang thương, hoa trắng, cả căn phòng màu trắng, ánh sáng, không khí biển tràn ngập căn phòng. Một đám tang mà người mất nằm kề cận bên bạn, không gì che phủ mà bạn không hề sợ hãi. Và điều làm tôi đứng lặng bất ngờ là tiếng vỗ tay dạn lên khắp khán phòng khi linh cữu của bác được đưa vào hỏa táng. Sống một cuộc đời để khi ra đi, nhận được những tràng pháo tay như thế thật đáng tự hào."